Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ đi quay cống bể cửa cho mọi người cùng xem nha. Đây, hiện tại thì có một chiếc xà lan nổi các bạn đang chuẩn bị qua cống nha. Chúc những anh em đi nghề xông nước xà lan cũng như là tất cả các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ xem quá trình vượt cống của anh xà lan này nha. Hiện tại thì mực nước chảy cũng không quá là mạnh các bạn, cho nên là cái việc mà qua cống thì cũng khá là nhẹ nhàng nha. Con nước này thì nó sẽ chảy mạnh dần nha các bạn, tại vì vừa mới đổi con nước. Một chiếc xà lan vừa mới qua đây, cái nèo anh móc nguyên bụi lá luôn. Thời gian gần đây thì mình cũng thường xuyên up những video mà xà lan vượt cống các bạn. Nếu các bạn xem thấy thích thấy hay thì cho mình một bình luận nha. Đây, tiếp theo thì mình sẽ xem một chiếc xà lan khẩm các bạn đang chuẩn bị qua cống nữa nè. Đây là cát san lấp nha. Thường thì mình thấy những anh em xà lan khi mà qua cống thì chở cát san lấp nhiều hơn là cát xây dựng nha các bạn. Quá ngọt luôn nè. Ở phía trước thì anh có để máy bơm nữa các bạn. Wow, tiếp theo nha các bạn là một anh ghe chấu nha. Chiếc ghe chấu này thì đang từ từ đi vào cống nha các bạn, do là mình quay buổi chiều các bạn cho nên là hơi đen đen tí, các bạn xem thông cảm cho mình nha. Wow, anh đại công thì anh ngồi khá cao nha. Ghe chấu thì còn gọi là tàu săn bay các bạn, tại vì anh khá là cao to. Đây, bây giờ anh sẽ qua cống nha. Ồ, nạp ga ghê chưa. Wow, ga khói đen luôn kìa. Quá dữ rồi. Trời ơi, ở bên hầm cấu nó đổ xuống rồi các bạn. Đường bị hở thì sao á. Đều kìa, cấu nó đổ kìa. Trời ơi. Wow, ga khói đen luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ xem anh tài công anh lái nha, qua nha. Trời ơi, kìa. Wow, phải nói là anh tài công là lái công mình luôn các bạn. Rồi, ok rồi anh ơi, cháu nó vẫn còn đổ khá nhiều nha. Ra tới đây thì khỏe nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ xem một chiếc ghe các bạn đang khá là chao đảo khi mà đi con nước ngược đây. Trời ơi. Wow, hình như là mình thấy là anh đưa cái mũi ra phía bên ngoài để mà quyết định là không vượt nha. Đợi một lát sau thì nước nó sẽ yếu hơn thì sẽ vượt các bạn. Cái này đợi cũng hơi lâu các bạn, tại vì mực nước hiện tại thì đang chảy mạnh dần nha. Khi mà hết con nước này thì mới yếu lại được các bạn. Rồi bây giờ anh sẽ lui ra phía ngoài nha. Đây, bây giờ thì mực nước chảy cũng khá là mạnh nha các bạn. Ok, như là thác đổ luôn kìa. Với cái con nước này thì theo mình nghĩ là sẽ không có tàu với lại ghe qua nha các bạn. Đợi nước ổn định hơn thì sẽ qua nha. Con nước này sẽ qua thì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Thấy là nó xoáy tròn lên trên luôn. Trời ơi, ok. Quá dữ rồi các bạn ơi. Kìa, nước nó cuốn lên luôn rồi các bạn. Wow, thấy không, hai bên hông cống thì nước nó xoáy tròn luôn rồi. Đây, bây giờ thì mình sẽ xem anh xà lan anh xuống nha. Trời ơi, wow, khá là đỉnh nha các bạn. Anh canh rất là chuẩn nha. Tiếp theo nha các bạn, vẫn là một chiếc xà lan chở cát đây. Đây, bây giờ thì mình sẽ xem anh thả xuống nha. Phải nói là con nước này nó cũng khá là mạnh đó các bạn, nhưng mà anh đi nước xuôi nha. Thường thì mình nghe mấy anh em xà lan chia sẻ thì xuống nước xuôi thì nó khó hơn là đi nước ngược các bạn, tại vì cái chớn nó đi khá là nhanh nha.
Bây giờ thì mình sẽ xem một chiếc ghe nổi xuống nước sôi nha. Trời ơi cô kìa, wow, quá dữ rồi. Tiếp theo các bạn, vẫn là một anh ghe chấu nhưng mà không có chảo nha, xuống nước sôi nha. Trời ơi, cái máy thú rồi.